đồ anh em nhá. Này bắt đầu lại được rồi nhỉ, bắt đầu là sang tuần mới đấy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì hôm nay tôi phải tập nhanh rồi, thì bắt đầu là kiểu đến cái mùa sẽ đông khách hơn đấy, vào gần mùa hè khách sẽ đông hơn. 6 ca này là tôi còn phải 2 ca nữa cơ, thì phải tập nhanh, tranh thủ tập. Chắc thì khoảng một buổi tập thì chắc chỉ khoảng tầm tiếng đến tiếng rưỡi thôi, không thể lê la nữa. Giờ uống cái này nó khởi động nhanh tập. Như anh em hỏi là breakout là gì đây, tôi toàn uống Monster thôi. Khởi động nhanh là để vào luôn hiệp chính. Chắc là một hiệp 20 nữa xong rồi mới lên. Đấy thì bắt đầu sang năm mới rồi tôi sẽ quay lại cái lịch cũ. Lịch chân trên chân dưới ấy. Thì hôm nay lịch nó sẽ có khoảng bend này, bend press này, xong bài 1 này, xong đến để tạ đơn cái ghế dốc, xong bend row là cái bài row ở dưới đất ấy, đặt thanh hẳn xuống dưới đất. Xong đến lát bùn đao này, xong đứng đẩy vai, bành vai đấy. Buổi thân trên rồi tập full hết luôn, hay là tay trước đấy. Tay trước tay sau nữa, nhưng mà nếu có khả năng là không kịp ấy, là tôi bởi vì sẽ tập đến lúc mà khách đến, và là có khả năng là tôi sẽ tắt cam luôn để dậy luôn. Khởi động kiểu nhanh này, giờ mỗi hiệp bây giờ sẽ đẩy khoảng 3 rep, xong lên đến cái đoạn nặng nhất như thế cho nó đỡ kiểu bị quá tải ấy. Kiểu mình mới bắt đầu quay lại cái lịch này thì mình sẽ tập theo cái kiểu đấy để nó nhẹ bớt đi một tí. Chứ nếu mà đẩy nếu mà chuẩn lịch bài đầu tiên đấy sẽ là năm hiệp, mỗi hiệp 5 cái đẩy nặng. Trời đợt này nó thời tiết Hà Nội nó đang khô ấy, xong lại nóng nữa, cảm giác kiểu mình khởi động xong người nó bị nhẹ ngứa khó chịu ạ. Đấy, bây giờ tầm phòng vẫn đang là tầm khoảng 5:30-6 giờ, thì khoảng giờ nó vẫn chưa đông hẳn, nó sẽ là khoảng trên 6 giờ bắt đầu mọi người sẽ đi làm về ấy. Phòng sẽ đông hơn, khoảng một lúc nữa là phòng sẽ đông hơn. Ở đây đang là 35, sẽ lên 45. Nặng, vất nặng. Có đợt đẩy vẫn đó. Tôi vẫn chưa tìm được cái cảm giác mà kiểu không. Một đợt tôi đẩy nó cảm giác nó khỏe lắm. Cảm giác hai cái tay tôi kiểm soát được luôn ấy. Mà đợt này cái tay trái ấy, lúc đẩy lên nặng là cảm giác như kiểu mình không cảm nhận được. Mỗi tay phải là bẻ được thôi, tay trái kiểu cảm giác vẫn đẩy thôi. Nó phản xạ, chứ nó không chủ động được. Lực phát nó sẽ yếu đi ấy. Nó có thể là do tôi khởi động chưa đủ kỹ, không có quá nhiều thời gian để được kỹ càng như thế. Thôi mình cứ tranh thủ cố gắng lên được, kiểu vẫn đảm bảo được mức tạ ấy. Nói chung là những bài nặng thì tôi sẽ chú ý đến mức tạ nhiều hơn là phần số rep, có nghĩa là chỉ cần được 1-2 rep ở cái mức đấy thôi là đã ok rồi. Xong đến bài nào mà chú ý rep thì tôi sẽ giảm tạ đi để tập trung vào rep nhiều hơn. Bây giờ sẽ là 45. Nặng thế, hơi căng, phải thêm một hiệp này nữa thì bắt đầu mới trơn tru được. Chưa thấy độ nặng đâu, nhưng mà kiểu mình thấy hơi khó chịu ở phần vai, mình phải đặt lại để nắm lại.
45 chưa lên được 47 lại được thì mới hồi lại được, phải thêm bao nhiêu nữa nếu mà ôn ok thì sẽ đẩy lên 47. Cứng lắm, năm cái tay trái nó yếu không kiểm soát được. Ây quá, bắt đầu kiểu mồ hôi các thứ nó ra đỡ ngứa hơn, phải vẫn phải tập nhanh một chút, không là khách đến là hết thời gian để tập luôn đấy. 3 hiệp coi như từ nãy giờ là được 2 hiệp đi, khởi động thì phải trả tính, bắt đầu tính được 1 hiệp 35, ăn được 1 hiệp 45. Nghỉ qua một giai đoạn Tết, tay trái vẫn chưa gọi là kiểm soát được, chặt chẽ quá. Mày kiểu tôi sẽ tập kiểu tập trung nhất, nhanh nhất có thể, không được lơ là mà không kịp thời gian đấy. Nói chung là đã có hiện tượng kiểu rớt tạo rồi. Còn sao mình sẽ tập dần lại, tập dần lên lại. Xưa là đẩy lên đoạn này là bao nhiêu nhỉ? Đây đang là 45. Nhưng tôi đẩy 100 cơ. 3 cái trơn. Giờ 45 3 cái mà thấy trôi. Ok, mình sẽ lên 47 xong cố gắng lại lấy lại một cái hiệp 50 nữa. Uầy, wow, được 20 phút rồi, bây giờ là 6 giờ, khoảng 6 giờ 15, 20 rồi. Cho tạo ra cho anh ở được. 1 2 3. Ok. Rồi. Đang đẩy thì bắt đầu mình lấy lại rep. Cố luôn hiệp này nữa. Không đổi bài. Chưa. Ok. Một. Hai. Ba. Ok, bỏ tay ra. Được cái. Ồ, dần dần sẽ bù lại nếp sau. Ủa. Ok, em bây giờ đổi bài nhá. Ok, anh em giờ chuyển nhanh bài này 3 hiệp. Xong bài này lâu nhanh với cả lắp bùn đao nữa. Nhưng mà khách sắp đến rồi. Làm nhanh 3 hiệp. Tay trái nó đang yếu, nắm nó mỏi nhanh ấy, đẩy không kiểm soát được. 2 hiệp nữa, mình đang có cảm giác là chỉ kịp được đến bài lát bùn đao là mình đã phải tắt máy rồi. Yeah.
làm nhanh ba hiệp kia, mấy thằng em mình bắt đầu là để nó đứng hết kia, là giờ đang khoảng 6:30 hơn một tí, khoảng 7 giờ hơn là khách có đến, chắc chỉ kịp được thêm 2 bài nữa, khả năng là không kịp đẩy vai với banh vai. Bên đây râu anh em nhá. Ok anh em ơi, giờ sang bên đây râu 4 hiệp xong mình xuống dưới tầng lốt lát bún đào mấy. Chắc không biết là không biết là kịp quay không. Đang tập tốc độ lắm rồi đấy. Tình hình là không kịp vào khách đã đến rồi. Chắc anh chỉ kéo nốt cái lát bún đã cái gì là bên đây đâu xong nốt bài này thôi, xong rồi là tôi sẽ tắt cam luôn. Có những buổi này là chỉ quay được 3 bài thì cầu quân quay thì tôi quay nốt cho anh em thôi. Hiệp nữa là xong rồi. Chắc nghỉ ngơi thôi. Thì nếu mà cuối buổi tôi sẽ quay cùng quay tôi uống xong. Giờ phải dậy đã. Đây là anh em nhá. Coi như đấy buổi này là sau bài này sẽ còn lát bún đao là bài tỏ xa này, đứng đẩy vai banh vai một tay trước nữa cơ. Mà không kịp rồi, khách đến rồi. Hẹn anh em vào buổi sau nhá. Ok anh em ạ. Đấy giờ tôi vừa tập nốt một tí lát bún đao với cả tí vai. Vừa kiểu đái vừa vẫy đang tập thì khách đến ấy, thì mình phải dậy trước xong rồi tập nốt một tí nữa. Giờ mới uống quay à, khách đến lúc này là 7 giờ hơn, tập đến khoảng 8 rưỡi xong, bây giờ là đang là 9 giờ hơn rồi. Đây chắc tôi quay các bạn uống quay thôi. Vừa vẫy tôi tập cũng nhanh thôi, cũng không là tôi không quay vì là tranh thủ tập nốt ấy, tập nốt cho xong nghỉ ngơi về cơm nước nữa. Đấy, hôm nay tranh thủ tập được, chắc là tới tập cũng kiểu phải đan này vì lịch nhiều ấy. Thì tôi sẽ tranh thủ tập được những bài nặng trước để quay lại. Hoặc là khả năng phải chuyển lịch sang tập buổi trưa. Thì giờ thì nói chung là lịch là bắt đầu kín hết rồi, còn trống mỗi buổi trưa.
Ok, nghỉ ngơi anh em nhé. Khả năng là mãi mai tập trưa rồi. Thì có gì để tôi xem lịch thì mai sẽ là buổi chân, chân bụng, thân dưới đấy. Ok, hẹn anh em vào ngày mai nhé. Bye bye anh em.